Xin chào các bạn, trở lại với shop công nghệ TRD. Như các bạn đã thấy, bên cạnh mình là một chiếc MacBook Pro 2018. Các bạn có thể thấy là nó khá mỏng và nhẹ. Ngoài MacBook ra thì những mẫu máy khác như Dell hay là HP thì các nhà sản xuất cũng đang sản xuất hướng tới một mẫu máy mỏng và nhẹ để giúp chúng ta tiện lợi cho người dùng. Nhưng để mà có được những mẫu máy mỏng và nhẹ như vậy thì các nhà sản xuất cũng như là chiếc MacBook 2018 chúng ta đã phải tối ưu nhất có thể những giắc cắm ở hai bên sườn. Đối với một số người dùng thì họ sẽ không thích điều này, và ngay cả mình cũng vậy. Mình khi sử dụng máy tính hoặc laptop, nếu như là ra ngoài thì không sao, nhưng mà khi về nhà mình sẽ muốn có một chiếc màn hình rời bên cạnh hay là một chiếc bàn phím để kết nối với máy tính hay là MacBook của chúng ta. Nhưng mà cũng như các bạn đã thấy, chiếc MacBook chỉ còn 4 cổng Type-C và một jack cắm tai nghe. Điều này khiến mình rất là khó chịu. Hay là khi mình làm việc, mình không thể nào cắm những chiếc USB để mà mang ra ngoài. Vì vậy, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một giải pháp khá là tốt, đó chính là chiếc Dell Thunderbolt TP15. Về mặt trên của chiếc Thunderbolt TP15, chúng ta có một logo Dell. Phía dưới chính là nút nguồn của thiết bị này. Ở phía mặt trước chúng ta có một jack 3.5mm dùng để cắm tai nghe, hai chân USB 3.0 và một đèn LED để thông báo tín hiệu khi chúng ta đang sử dụng. Điều bất ngờ nhất không phải đến từ mặt trước và phía trên mà chính là mặt sau của thiết bị này. Phía sau thiết bị này được trang bị 2 này, 4, 6, 8, 10, 10 jack cắm. Đầu tiên phải nói đến là jack VGA. Jack VGA này chúng ta có thể sử dụng lên đến 60Hz và một chân HDMI dùng, chúng ta có thể kết nối màn hình rời chẳng hạn. Đây chính là hai jack DisplayPort mini và một jack DisplayPort bình thường. Phía trên cùng mà cũng khá là to, đó chính là một jack để cắm mạng LAN. Thiết bị này được trang bị khá nhiều chân USB. Phía sau thì chúng ta có hai chân USB 2.0. Phía dưới cái chân 3.0 này chính là một Thunderbolt Type-C. Nó có thể kết nối với eGPU. Và cuối cùng đó chính là jack cắm nguồn của chúng ta. Thì đối với thiết bị này, nguồn thì có thể kết nối với nguồn 19.5V. Vâng, thiết bị Dell Thunderbolt TP15 thì nó được trang bị đến 13 jack cắm và nó sẽ rất là tiện lợi. Và đối với mình thì thiết bị này quả là thiết bị cứu tinh đối với những chiếc MacBook hay là những thiết bị mà đang thiếu rất rất nhiều jack cắm. Và để mà nói thì thiết bị này nó khá là nhỏ gọn. Nói chung nó không to lắm, nhưng mà để chứa được rất nhiều jack cắm như thế này thì mình nghĩ trên thị trường hiện tại thiết bị này đang được bán với giá là 1.9 triệu ở shop công nghệ TAD. Nếu như bạn nào muốn mua thì hãy đến đây để các anh tư vấn có thể giúp đỡ các bạn. Chương trình giới thiệu về thiết bị Thunderbolt TP15 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.